Dạ em xin phép chào chị. Dạ chào. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Phạm Thị Kiều Nương. Chị Nương. Chị Nương là quê ở đâu đây? Diễn diễn ở Mỹ Hậu Giang. Hậu Giang xa. Hiện tại thì chị Nương đang sinh sống và làm việc tại đâu? Dạ, ở công ty Chí Hùng. Bình Dương đúng không ạ? Dạ. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp chị gì đây? Dạ, nhờ tìm con. Tìm con là bé chị hình chị đang cầm hả? Dạ. Trời đất ơi, bé nhỏ xíu vậy mà sao chị đi tìm đây? Dạ, cha nó bắt. Là chồng của chị Dạ. bắt đi. Dạ. Chị có thể chia sẻ cụ thể cái sự việc sao mà chồng của chị lại ẵm con đi? Dạ, cũng hay chồng cũng cự cãi thì không có cái chuyện qua lại mà gì đó. Là sao? Là nguyên nhân lý do gì? Chị có làm gì sai không? Tại vì đêm đó cũng nhắn tin điện thoại ổng thấy rồi sáng lại đi làm ổng nhà ổng ẩm nhỏ đi. Là đêm đó là chị nhắn tin điện thoại. Dạ. Chị nhắn tin với ai? Nhắn tin với bạn. Trai hay gái? Dạ trai. Ôi trời đất ơi. Là lúc đó mấy giờ? Mấy giờ đêm? Dạ lúc 12 giờ. 12 giờ đêm. Dạ. Nhắn tin với bạn trai. Dạ. Là chồng kiểm tra điện thoại chị hay như thế nào? Nhắn tin đó là mình nhắn tin hình thức như thế nào, kiểu gì? Mình nhắn tin qua lại chứ không có nhắn cái gì hết á. Cái người đàn ông đó là mức quan hệ với chị là ra sao? Dạ là bạn. Bạn bè hả? Dạ. Người đàn ông đó có vợ chưa? Dạ có rồi. Có vợ rồi á? Dạ. Mà nhắn tin 12 giờ đêm á? Dạ. Ủa sao kỳ á? Sao chị có chồng rồi mà người thanh niên kia có vợ rồi, sao mình lại 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 nhắn tin lúc giờ đêm khuya giờ nhạy cảm vậy? Mình có hay nhắn tin như vậy không? Tại vì Chị cầm người tấm đó hình cũng thẳng lên à? đi 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 làm về khuya á Ừ. rồi. Chồng chị phát hiện chuyện này mấy lần rồi? Dạ mới có một lần. Lần đầu hả? Những lần trước là chồng không biết đúng Dạ không. không? Ừ. Cái người thanh niên đó, cái người mà chị nhắn tin nó có tới nhà mình chơi lần nào chưa? Dạ chưa. Là làm chung hả? Dạ không có làm chung. Sao chị quen biết được cái người bạn trai đó? Vậy thì tại bạn bạn cũ rồi đó. À, bạn cũ ngày xưa làm cùng đúng không? Dạ không có làm cùng ở dưới quê Ừ. á, quen biết với chứ không có làm cùng. Vậy là hôm đó mình nhắn tin với mục đích là hỏi thăm nhau hay là như thế nào? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Chứ em thấy là có cái gì đó sai sai đó. Bởi biết sao không? Nam với nữ nhắn tin mà giờ nhạy cảm như vậy, đặc biệt 12 giờ đêm mà hai bên là người thanh niên kia là có vợ rồi hả? Dạ thôi vợ rồi. À, thôi vợ rồi. Nhưng mà chị đang còn chồng đúng không? Dạ. Mà nhắn tin giờ đấy là nhạy cảm lắm đấy. Vậy là chồng hộ lúc đó chồng có nói chị gì không? Dạ ông không có nói gì hết á. Là im lặng luôn. Dạ. Là sáng mai là ẵm con đi luôn. Dạ. Trước đó là hai vợ chồng mình xảy ra chuyện gì rồi? Dạ không có xảy ra chuyện gì hết á. Sao lúc nãy chị chia sẻ rằng là hai vợ chồng là không có tình cảm với nhau là sao? Thì từ ngày nhắn tin với cái người này á là mình không có tình cảm gì hết. Vậy là từ ngày chị nhắn tin với cái người đàn ông kia là mình không có tình cảm với chồng nữa. Mình nhắn lâu chưa? Mới là bao lâu? Chừng nửa tháng nay à. Mới có nửa tháng mà là Dạ. thanh niên kia nhắn tin nói cái gì với chị mà chị lại hết tình cảm với chồng? Thì cũng nhắn lên qua lại này kia vậy. Em hỏi thật nha, mình trả Dạ. lời thật. Có phải chuyện tình cảm không? Mình cứ nói thật đi. Ồ, vậy hả? Là hai người là nói chuyện tình cảm với nhau đúng không? Là nửa tháng nay hả? Dạ. Ai là người chủ động trước? Em. Ừ. Chị cho em mượn tấm hình đi, chị cứ cầm, chị cứ vò. Chị là người chủ động trước. Nhưng mà sao sao mình lại chủ động như vậy là sao? Mình đang còn chồng mà, sao kỳ á? Nói đi, có sự thật gì mình cứ nói đi. Có phải là cái cuộc sống của chị với chồng chị là có cái gì đó xảy ra khúc mắc hả? Tại vì mình thấy ông không có lo được cuộc sống của mình á. À không lo hả? Chồng của chị là làm công việc gì? Dạ làm cơ khí. Còn chị là làm công nhân. Hai vợ chồng chị là cưới nhau lâu chưa? Dạ nay 7 năm. Trước kia là mình có tổ chức đám cưới không? Dạ không. Ôi trời đất ơi! Không đám cưới hả? Dạ. Em còn biết được cái thông tin là chị trước đây là lỡ đò một lần rồi đúng không? Dạ.
Lỡ đò năm bao nhiêu đây? Chị hiện tại là, chị Hương hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 39 tuổi. 39 tuổi, năm ba mấy là lỡ đò. Sau đó mấy năm là gặp gặp ba của bé này đúng không? Dạ. Lúc đó là chồng của chị đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Cùng trai tân luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, mình lỡ đò mình lấy được trai tân mình mừng muốn chết Không, đi. ông này ông có vợ rồi, hắn là vợ rồi. À, vậy là hai người chấp nối với nhau. Dạ. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ không. Ủa sao vậy? Sao thế? Tại vì chồng trước ổng không chịu cắt, ổng không chịu ly hôn á, ổng chịu làm giấy tờ ly hôn á, rồi còn chung sống với Ồ, nhau á, cho nên vậy không có là chấp câu được. chuyện của chị rất phức tạp nha. Vậy là cái người chồng đầu của chị là chưa có ly dị, có giấy kết hôn nhưng chưa ra tòa. Vậy bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Cả hai người tại sao không giải quyết êm đẹp cho nhau, giải quyết giấy tờ cho nó đúng với luật Thì pháp? tại ổng kêu ổng về mà làm hoài mà ổng không đi về. Nên bây giờ người nào lấy chồng lấy vợ đâu có đăng ký kết hôn được nữa đâu. Dạ. Vậy là mình cưới chồng sau là mình cũng không có tổ chức đám cưới luôn. Sao vậy? Bên đây cũng gia đình cũng khó khăn á, rồi thấy ông nín nín hoài thôi, bên đây cũng không nói gì luôn. Cưới là chồng phải 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 lo chứ. Vậy là về ở với nhau luôn. Dạ. Vậy là mình có một bé này đấy hả? Dạ. Bé này được mấy tháng rồi chị? Dạ mới có 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi. Từ lúc mà sinh bé tới giờ là mới đây mới xảy ra chuyện chứ đúng không? Hay là từ trước đó? Mới xảy ra đây thôi. Mình về ở với nhau á, mình cảm thấy như chị chia sẻ rằng là cái người chồng của chị, người chồng sau này là không lo được cho chị đúng không ạ? Hay như thế nào? Làm thì cũng có chút đỉnh thôi à, chứ mà nhưng cuộc sống lâu dài á, thì cảm thấy mình không có sống được. Anh làm một tháng được bao nhiêu tiền chị? Cũng gần đó mà, thì tháng cũng đem về có 6 triệu à. Trời đất ơi, 6 triệu là ngon rồi. Nè, làm cơ khí thì em được biết rằng thì làm bên ngoài thì 8 triệu, thậm chí 10 triệu, 11, 12 triệu. Nhưng về đưa cho vợ là 6 triệu là ngon rồi. Anh có nhậu không? Dạ có, ngày nào cũng nhậu hết trơn. Nhậu xong có quậy không? Dạ không. Nhậu xong ngủ hả? Dạ. Trước giờ có la dầy gì chị không? Dạ không có la gầy gì hết Có đánh trơn. đập gì chị không? Dạ không. Có chở chị đi chơi không? Có quan tâm không? Không có quan tâm, không chở đi chơi gì hết á. Ông chưa đi làm về rồi hai vợ chồng là mạnh ai nấy sống hả? Dạ. Rồi có ăn uống chung không? Ăn thì cũng có lâu lâu ăn chung, nhiều khi không có ăn chung thì ổng nhậu về ổng không có ăn, không ngủ không à. Nhưng còn chị là việc nhà là ai làm, chị làm hay ông làm? Em làm hết. Mình đi làm công ty về mình làm hết. Dạ. Em hỏi thật nhé, Dạ. mình chán chồng lâu chưa? Dạ mới đây thôi à. Mới nửa tháng này. Còn cái người đàn ông chị nhắn tin đó là quen lâu rồi đúng không? Dạ em có, cũng chỉ mới quen đây thôi à. Sao chị lúc nãy chị chia sẻ rằng là cái người bạn cũ, cái người bạn Thì từ cái lúc ở người bạn quê? cũ ở quê, nhưng mà mình chỉ mới nhắn tin qua lại đây thôi à. Trước kia là hai người là bạn thôi đúng không? Dạ. Hay là người yêu từ trước? Thì cũng Tình cũ đúng không? Dạ. Đúng rồi, với nhanh vậy chứ. Tình cũ không rủ cũng tới nè. Là người ta thôi vợ lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Người ta có hứa hẹn gì với chị không? Vậy là chị là người chủ động. Chị than phiền với người ta là buồn lắm đúng không? Hay sao? Không, em có làm phiền gì hết á. Chị có nói rằng với người đàn ông kia rằng là ở với chồng mới không có hạnh phúc không? Có nói không? Dạ, nói sao? Ý là chị có than phiền với cái người tình cũ của chị là ở với chồng này là không có hạnh phúc hoặc là cảm thấy Không, là em thiếu sự quan tâm không? không có làm phiền gì hết á. Chứ cái nội dung tin nhắn là mình nhắn làm sao? Thì mình chỉ nhắn qua lại Hỏi vậy. thăm sức khỏe hả? Thôi em cho chị giấu luôn á. Không sao. Chồng chị phát hiện được là nửa tháng nay hay là mới phát hiện? Dạ mới phát hiện có mấy ngày nay thôi à. Mấy mấy ngày nay. Vậy là chồng chị ẵm con đi. Dạ. Bây giờ là chị muốn tìm con về. Dạ. Con chắc chắn rằng là không có giấy tờ đăng ký kết hôn là khai sinh là của mẹ đấy. Dạ, của mẹ hết. Đúng không? Cha không có dính líu gì hết trơn trong giấy tờ hết. Nhưng mà con là con chung chị ạ. Dạ, con chung. Nhưng mà cái câu chuyện này là chị là người sai đấy.
Nếu như thế này này, em giải thích cho chị hiểu này. Nếu mình hết thương chồng rồi, đúng không ạ? Thì mình đường đường chính chính mình nói thẳng luôn. Đúng không? Nhưng mà nói hoài nó không Có có nói không? nói Nói mấy nó lần không thôi. chịu, Nói sao? thì cũng nói là nói Mình nói với chồng mình mất bao nhiêu lần rồi? nói không có nói qua lời nói, nhưng mà mình chỉ nói qua lời nhắn tin qua điện thoại thôi. Nhắn tin với chồng sao? Dạ Kể đi, nhắn đọc tin sao? nhờ qua nó đã. Thế là mình hết thương chồng hả? Không còn cảm giác nữa đúng không? Hay là chồng không có quan tâm, không có thương yêu, không có lo lắng được gì hả? Bây giờ em hỏi tóm lại này, là trong cái câu chuyện của nhà mình á, vợ chồng dẫn tới cái tình trạng ngày hôm nay á, mà chồng phải ẵm con đi á, lỗi là của ai? Lỗi của em, Em muốn biết sự thật là tóm lại là vậy thôi. lỗi của em. Bây giờ chị còn thương chồng không? Còn Nhiều không? Ít, mình có muốn chồng về để hàn gắn lại con có đủ cha và mẹ không? dạ muốn. Bây giờ mình những cái chuyện vừa qua là mình bỏ qua được không? Mình thay đổi bản thân được không? Mình có thể chấm dứt với cái người đàn ông kia được không? Dạ được. Cái câu chuyện của chị ấy, em nói thẳng luôn này, không phải chị về đây chị nhờ anh em là em không có bênh ai, nhưng mà em đúng nói đúng với cái tình với cái lý nhá. Chị là chị bậy đấy. Thứ nhất, chị muốn quen cái người đàn ông khác, chị phải chấm dứt với cái người đàn ông này đi, đúng chưa? Đúng không ạ? Rồi chị muốn quen ai quen. Còn cái trường hợp mà chị đang ở với chồng, mặc dù hai người không có làm đăng ký kết hôn, nhưng mà trên cái danh nghĩa là vợ chồng rồi, đúng chưa? Mình ở với nhau 7 năm có con rồi, mà chị đêm hôm chị nhắn tin với người ta như vậy, đó là chồng của chị Hiền đó nha, em nói nghiêm túc đấy nha. Nên thôi, những cái gì qua rồi thì mình cho qua, bây giờ mình ăn năn hối cải đi. Nếu thật sự mình còn thương chồng thương con, và đặc biệt muốn đứa bé mới 6 tháng tuổi, bé mới 6 tháng tuổi muốn nó có cả đủ cả cha lẫn mẹ, thì bây giờ chị phải sửa đổi bản thân. Bây giờ chị nói chuyện với chồng chị đi, chị nói như thế nào? Hôm kia giờ cũng nhắn tin với ổng là xin lỗi ổng này kia, ổng về đi, vợ chồng mình làm lại để nuôi con, mà ổng cũng bắt điện ổng ổng không nghe máy. Ông chắc ông giận lắm rồi. Điện thoại của chị hay gì đưa cho chị đi, nếu mà quan trọng thì nghe. Chị cũng ngồi đấy đi, chị ngồi lại đi, chị phải tôn trọng cô chú anh chị khán giả đang xem. Nếu quan trọng nghe không nghe thì mình cúp máy, mình đừng làm mất thời gian của cô chú anh chị đang xem. Tức là chị có nhắn tin năn nỉ chồng rất nhiều, nhưng mà tới giờ phút này là chồng rất là giận. Chị hiểu được cái cảm giác mà bị phản bội không? Giả sử bây giờ mà bây giờ em hỏi giả sử chị nhé, chị tắt luôn cái chuông giùm em, đưa cho anh này đi. Bây giờ em hỏi giả sử chị này, ví dụ chị và chồng chị đang sống, mà chị bỗng một ngày đẹp trời, một ngày nắng không mưa đi, mà chị phát hiện được chồng chị có bồ nhí bên ngoài, lúc đó chị như thế nào? Chị giận không? Chị có bực mình không? Chị có ghen không? Chị có bỏ đi không? Mình phải đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, mình phải hoán đổi, mình mới hiểu được cảm giác. Cái này em không có bênh chị được rồi, chị về đây nhờ thật, nhưng mà cái này chị sai đấy. Bây giờ chị hãy nói một cái điều tình cảm nhất với chồng của chị. Em hy vọng rằng chồng của chị suy nghĩ lại, xem được video này, thương chị, thương con, muốn cho đứa bé là lớn lên nó có cả cha lẫn mẹ. Bởi vì dù gì hai người cũng đã từng đổ vỡ rồi, người thì cũng có chồng người có vợ, và đổ vỡ hôn nhân đổ vỡ đến với nhau là hiểu được cái cảm giác đó như thế nào rồi. Bây giờ thì mình làm sao mình sống để mình thương nhau, để sau này cho đứa con đứa bé này này nó lớn lên nó có đủ cả cha lẫn mẹ nhá. Mình nói chuyện với chồng đi, nói sao với chồng đi, xin chồng tha thứ, quay ẵm con quay trở về. Điện thoại hoài mà. Em muốn chị nói trên video này này, video này cả triệu người xem đấy, quan trọng mình có thành tâm hay không thôi. Nói chồng ơi, em sai rồi, em hứa em sẽ không nhắn tin với người đàn ông đó nữa, em sẽ chấm dứt tất cả mối quan hệ, em chỉ yêu một mình chồng thôi, chồng ẵm con về đi, em xin lỗi chồng nhiều, mong chồng tha thứ. Nói đi.
chồng ơi em xin lỗi chồng, ông chồng ổng con về thì đi, vợ chồng mình hàn gắn lại để nuôi con, mọi việc em sai rồi em xin lỗi chồng. Em sẽ không lăng nhăng, không nhắn tin với người đàn ông nào nữa hết. Không lăng nhăng, không nhắn tin với người khác nữa. Mình nói được mình phải làm được nhá. Cái này không riêng gì chồng của chị không chấp nhận được đâu, mà tất cả mọi người không có ai chấp nhận được cái chuyện này hết nha. Cái này là bên nhà mình, bên hai bên biết chưa? Dạ biết rồi. Nội ngoại biết chưa? Dạ biết. Bây giờ bên gia đình nhà chồng nói sao? Bên nhà chồng điện không ai nói gì hết trơn, không ai bắt máy hết trơn á. Còn bên nhà mình cha mẹ chị còn không? Dạ còn. Có nói gì không? Dạ không, mấy chị em biết không à, mẹ còn... cha không biết. Vậy là mấy chị chắc la chị dữ lắm đúng không? Bây giờ ngày hôm nay là cha mẹ chị sẽ biết đấy, nên mình về tốt nhất mình chủ động trước, mình gọi điện cho cha mẹ mình thông báo như vậy. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại hết. Ai cũng có lúc lầm đường lạc bước. Có thể là vì một cái phút nào đó mà chị bị yếu lòng, đúng không? Đúng không ạ? Dạ. Trong lúc mà chồng như thế này thế kia thì cái người đàn ông kia có thể họ tấn công tình cảm chị nhiều quá nên chị siêu lòng, đúng không? Dạ. Vợ chồng mình là có... từ lúc cưới giờ là đi chơi được bao nhiêu lần rồi? Không có đi đâu chơi chưa? Ôi trời kìa, chồng không có chở đi hả? Không mua cho được cái quần, cái áo, cái đồ gì làm quà không? Từ đó giờ ổng mua chân, ổng có mua rồi. Hồi đó có bầu, mình đưa qua nhà, ổng mua được cái áo khác. Không vậy thôi hả? Thế là thứ bảy chủ nhật là không có chở đi uống trà sữa, công viên chơi. Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? Chồng chị thiếu quan tâm vậy hả? Kìa, con nấu cho bữa cơm nào ăn không? Dạ không. Có rửa cho cái bát nào không, cái chén nào không? Chén thì có rửa. Nói chuyện có ngọt không? Dạ, nhiều lúc thì cũng có ngọt. Có, mình gọi xưng hô bằng gì? Dạ, nhiều lúc ông kêu cũng kêu bằng em, nhiều lúc cũng kêu chổng chổng gì đó. Hai vợ chồng có bao giờ cự cãi không? Dạ, cự hoài à. Chắc cái này như cơm bữa rồi đúng không? Nói chuyện với nhau có kiểu nói ra một hai câu cái là như đấm vô mồm nhau không? Dạ có. Đúng không? Có xưng hô mày tao không? Dạ có. Chắc chắn là có rồi. Cái này cũng khó ha. Cái này về mà hai vợ chồng mà về ở với nhau mình có chắc chắn là mình thay đổi được không? Khó lắm. Thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Cái hình thức, cái kiểu nói chuyện mà cứ người này mở miệng ra câu đầu tiên là câu thứ hai là muốn vả vào mồm nhau á, đúng không? Không hợp nhau đúng không? Dạ. Mình trước giờ là mình có tâm sự cuộc trò chuyện nào mà hai vợ chồng được lâu không? Dạ không, không có trò chuyện với nhau. Vậy em hỏi thật nhá, hỏi cái điều có thể là rất nhạy cảm đấy nhá. Hai vợ chồng mình có ngủ chung không? Dạ ngủ chung mà. Nhưng mà cái chuyện sinh hoạt vợ chồng có đầy đủ không, đều không? Dạ thì hồi trước thì cũng có, nhưng mà từ hồi sinh cô ấy giờ ít lắm. Sinh là đúng rồi, chứ đang sinh mà cái chuyện đó là sao ấy được, người ta phải kiêng cử chứ. Ý em nói cái thời gian trước á, có được mặt nồng không? Dạ không. Hay là nhạt nhẽo? Nhiều khi cũng có nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đúng không? Dạ. Chị thiếu thốn tình cảm lắm đúng không? Dạ. Em biết luôn nè, cái này là có chồng nhưng mà chồng có vẻ là lạnh nhạt đúng không? Khổ quá, bây giờ sao đây? Bây giờ chị, tâm nguyện của chị là mong muốn là chồng còn thương chồng thương con, muốn ẵm con về. Chắc chắn là bé là 6 tuổi là phải được mẹ chăm sóc rồi. Nhưng mà chuyện gia đình của chị thì em không thích đi sâu. Bé là còn bú sữa mẹ không? Dạ bé nó bú sữa ngoài không à. Ủa sao kỳ hả? Tại vì hồi xanh nó ra nó mất sữa rồi, không có sữa. Vậy là bé bú từ lúc bé bú sữa ngoài từ lúc mới sinh ra hả? Dạ. Trời đất ơi. Thường thường ở đây là lúc mà chồng chưa ẵm đi là có ai chăm, bà nội bà ngoại chăm không? Chị nó chăm. Chị nào, chị của chồng hả? Chị gái, chị con của em á, nhỏ thứ ba nó chăm. Là con riêng đúng không? Dạ con riêng. Mấy đứa con riêng ở với mình? Dạ hai đứa. Hai đứa ở với mình hết hả? Dạ. Chồng có tốt với các con riêng không? Dạ tốt. Có thương như con ruột không? Thương thì họ không có thương, mà thấy thì đối xử thì cũng nhiều lúc cũng không có tốt luôn. Không có tốt luôn. Ổng nói thì mình cũng ra rồi, từ đó tới giờ ổng không có nói nữa. Hai đứa riêng là gái hết hả? Dạ gái. Gái lớn là bao tuổi rồi? Dạ 19 tuổi. Còn gái sao? 17 tuổi.
Rồi sao mình không cho hai bé ở riêng đi? Ở chung với cha mà cha dượng thì đôi khi là nhiều cái điều, nhiều cái chuyện thật sự là khó nói lắm. Dạ nhưng mà thấy ổng sống ổng cũng tốt chứ ổng không như Ý là gia mình muốn đình phòng trọ là ở chung một phòng trọ hay là sao? dạ chung một phòng trọ. Mình muốn thêm cái phòng nữa cho hai bé ở riêng phòng, ở gần nhau là được rồi. Nhiều cái bất tiện lắm, hai bé thanh niên trưởng thành nhiều mà. Cái phòng trọ chút xíu mà ở 4 5 người vậy mà hai đứa con gái vậy, sinh hoạt nó có nhiều cái bất tiện lắm. Bây giờ chị đang sợ nhất điều gì đây? Chị đang sợ nhất điều gì? Chồng ẵm con thì chị sợ nhất điều gì? Tại vì lo cho thằng bé nó không biết qua đây nó sống làm sao rồi ăn uống làm sao ngủ nghề sao. Rất lo đúng không? Dạ Vậy là con là đa số là chị hai ẵm, chị ba nó ẵm. chị ba ẵm, cho ăn cho uống là chị ba luôn. Ủa chứ còn mày là chị làm gì? Em đi làm công ty Làm về mình không có cho ăn cho uống, có thì cần làm con không? về thì chiều về cho nó ăn cho nó uống rồi quay qua làm công việc tiếp vậy đó chị. Tối là bé ngủ với ai? Ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ ha. Bé này gái hay trai đây chị? Dạ anh trai. Trai ha, cưng ha, nhìn dễ thương quá. Bây giờ là bé đang là trên nguy cơ là có cha mà không có mẹ, có mẹ là không có cha. Hôn nhân, cuộc hôn nhân này trên đà là tan vỡ đấy, em nói thật đấy. Chị có xác định rằng về là vẫn mình sửa đổi lại tính tình, và cũng như là chồng của chị sửa đổi lại tính tình không? Dạ nếu ông quay trở về thì mình còn sửa đổi tính tình lại để nuôi cho thằng cu nó Cho có cả không cha chết. lẫn mẹ đúng không? Dạ Khổ à. Đang yên đang lành. Em nói thật nghiêm túc này, cái chuyện vợ chồng không sống được với nhau đó là cái duyên cái nợ chị ạ. Đúng không? dạ Có thể là cái duyên cái nợ đến đó là kết thúc, là phải kết thúc. Mình cũng đường đường chính chính mình nói chuyện với nhau rõ ràng. Con thì là con chung, nhưng hiện tại bây giờ là bé còn rất nhỏ, thì bé phải cần sự che chở của người mẹ chăm sóc, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà em vẫn mong rằng hai người là hàn gắn được với nhau, càng được thì càng tốt. Qua cái sự việc này thì chị cũng phải rút ra kinh nghiệm nhé. Dạ. Mình cố gắng lên nha. Câu chuyện này là em không thể bênh chị được, chị sai đấy. Đúng không ạ? Có thể video này khi đăng tải lên thì chị cũng sẽ bị rất nhiều chỉ trích, khen có, chỉ trích có đấy. Tội giờ tội đứa bé ghê này. Bé là đang ăn bột chứ đúng không? Ăn bột 6 tháng thì chỉ ăn bột thôi. Mà chồng chị trước giờ có cho con ăn lần nào không? Có biết chăm sóc con nhỏ không? Ôi trời đất ơi, thật luôn hả? ấm con thì ấm chút xíu là trả rồi còn đồ bé từ sanh ra tới giờ giặt chỉ được có một lần hai lần thôi à. Về con không có giặt giũ gì quần áo của con hả? Dạ không. Trời ơi. Hy vọng rằng anh trai xem được video này, tới giờ phút này vợ của anh về đây cũng đã nói hết cái sự thật ra rồi, cũng đã nhận nhận lỗi trước Hồi sanh nó cộng đồng ra mạng thì rồi. mới có mười về có mấy ngày à. Đã không bỏ đi nhậu tới 9 10 giờ đi thì ổng mới về à. Hai con ở nhà có mình anh. Con khóc con la giờ ổng đâu biết tới gì đâu. Nên mà mong anh trai đang đưa bé đi đâu đó, cái chuyện của người lớn đừng làm tổn thương mấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó vô tội, nó mới có 6 tháng tuổi thôi, nó đang cần được sự yêu thương và chăm sóc của người mẹ. Nên mong rằng anh trai ở đâu đó thì hãy sớm ẵm con về nhà, về mình giải quyết cái chuyện gia đình. Còn thương vợ hay không hay như thế nào đó thì mình cũng về, mình người lớn mà, đường đường chính chính mình gặp nhau ba mặt một lời, mình nói chuyện cho rõ ràng. Con nó còn nhỏ lắm, nó phải cần sự yêu thương chăm sóc của người mẹ. Nên mà mong rằng anh trai hãy suy nghĩ lại, ẵm con về để cho con nó có hơi ấm của mẹ. Con thì phải cần có mẹ có cha. Nếu anh qua cái câu chuyện này mà tới giờ phút này vợ anh nhận lỗi rồi, anh còn thương vợ, còn nghĩ đến cái tình cảm những năm tháng sống với nhau, mình sống được với nhau thì đó là điều đáng quý. Còn mình xác định mà mình không thể tha thứ, không chấp nhận được cái chuyện đó thì mình phải đường đường chính chính mình về, mình gặp nhau, mình nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng trong cái câu chuyện này bé còn nhỏ phải cần được sự chăm sóc của người mẹ, nên mong rằng anh trai hãy suy nghĩ lại, hãy thương lấy đứa nhỏ thì hãy đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, để mà gia đình có cách có hướng để nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời với nhau. Cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, thật sự đây là một câu chuyện vợ chồng rất phức tạp chị nhé. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Dạ cần. Chị đồng ý không ạ? Dạ
đồng ý. Và toàn bộ sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ. Nhưng mà cuối video em vẫn khẳng định một điều rằng là cái này em không có thể bênh chị được, đúng không ạ? Dạ. Sai thì mình sửa, cũng giống như chị á, đúng không? Dạ. Sai thì sửa, mà chữa thì phải đẻ, đúng không ạ? Đẻ là phải nuôi, mà đẻ con ra là phải có trách nhiệm nuôi con tròn 18 tuổi. Dù cho người lớn là không ở với nhau nhưng mà cả cha và mẹ phải có trách nhiệm với con. Nha, mình về mình chấm dứt với cái thanh niên kia đi nha. Nói rõ với thanh niên kia luôn là bây giờ là tôi đang còn chồng. Như thế nào đó nha. Còn mình muốn yêu người khác thì mình phải chấm dứt cái người đàn ông trước đi, rồi mình muốn yêu ai yêu, được không? Dạ được. Cố gắng nha. Dạ. Bây giờ là chị còn làm công ty không? Dạ nghỉ rồi. Ủa sao nghỉ? Tại vì không thì cũng lo cho thằng bé cho nên đi vô làm cũng nổi rồi. Đuổi hả? Rồi xin điện hoài, điện không nghe máy cũng thấy bực bội thôi, nghỉ luôn. Nghỉ ngang hả? Dạ xin nghỉ. À, viết đơn mình biết lấy được bảo hiểm, lấy được tiền chứ. Dạ sáng vô viết đơn rồi mới về. Họ có níu kéo mình ở lại làm không? Dạ không. Không hả? Dạ. Giờ là mình chủ yếu là mình tìm con về trước, với chồng về trước. Dạ. Sau đó là mình tính sau ha. Dạ. Mình có lời nào mình muốn nói với người lớn của hai bên gia đình không? Nội ngoại hai bên không? Mình nói chuyện đi. Bố mẹ chồng cũng như là bố mẹ ruột của mình á. Mình trước tiên là mình phải xin lỗi hai bên gia đình người lớn đi đã. Thông cảm, xin lỗi, con hứa con sẽ sửa đổi tính tình bản thân để con thay đổi. Nha, mình nói đi. Khó nói hả? Vậy là từ trước giờ là hai vợ chồng làm ăn là dư được nhiều chưa? Dạ, trước giờ làm cũng dư được hết. Chồng làm mà tháng, em nói thật luôn, chồng làm mà tháng được về 6 triệu là ngon á. Mình làm tháng được nhiêu? Dạ, cũng 7-8 triệu rồi. 7-8 là 15, 15 triệu hả? Dạ, có 7 triệu à. À, 7 triệu hả? Dạ. 7 triệu là mình để dư được nhiêu? Thì cũng cầm cảnh, năm dư cũng có mấy chục triệu à. Năm dư mấy chục triệu còn ngon lắm á. Trời đất ơi, năm dư mấy chục triệu còn ngon, còn đòi gì nữa? Người ta nè, người ta đi làm công nhân, thậm chí người ta mong đủ ăn ấy, mức lương á. Có nhiều người còn âm nợ kìa. Cái này là chị phải làm mặt rồi. Thật, nghiêm túc. Cái này là mình thiếu thốn tình cảm quá nè. Rồi ông kia ông không biết ông nhắn cái gì đấy, ông nói sao đấy. Ông có hứa đi suốt con đường không? Có không? Hả? Không. Ý là mình chủ động trước hay ông kia? Mình hả? Mình có than phiền rằng là mình gọi ông kia bằng anh hay bằng gì? Hay bằng ông xã? Anh hay bằng ông xã, nói thật đi. Bằng anh. Anh hả? Bố chồng bây giờ thiếu quan tâm quá rồi. Bây giờ em cần một bờ vai vững chắc đúng không? Đúng không? Cần người lo cho em suốt cuộc đời đúng không? Dạ. Ông có dẫn đi uống cà phê lần nào chưa? Dạ chưa. Nói thật, khai thật. Dạ chưa. Chứ không dự tính là lên kế hoạch bao giờ được uống cà phê hả? Mình đã đi là khó về lắm. Chị có xem những cái video anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đăng tải lên không? Có xem về những cái ca mà tìm vợ tìm chồng không? Có xem không? Dạ. Xong xem. Đâu, bấm cho nó hoài người ta có thấy đâu để xem. Nếu chị mà xem là không có cái tình cảnh như ngày hôm nay đâu. Nè, phụ nữ bỏ chồng 100 người thì chỉ được ít người về thôi. Nhưng đàn ông mà bỏ vợ mà đi ngoại tình bên ngoài á, đa số là sẽ về với gia đình. Em dám khẳng định điều đó luôn. Còn phụ nữ mà ngoại tình á, là hiếm lắm. Cũng có về nhưng mà rất ít phần trăm, nó thấp hơn tỷ lệ người đàn ông. Đúng không chị? Dạ đúng. Mình lần này vậy là mình cái mối tình sau đây là lần thứ 3 rồi đúng không? Dạ. Mình đúc kết được kinh nghiệm chưa? Bây giờ mình đúc kết được kinh nghiệm gì rồi nè? Nói em nghe coi. Bây giờ mình thiếu đàn ông mình có sống được không? Được không? Dạ không. Không hả? Đúng rồi. Sao mà sống được? Chơi nhậu hoài. Nhưng mà trong ba ông đó, bây giờ theo như chị, ba ông mà chị trải qua trong cuộc đời của chị á, ông nào ấn tượng nhất với chị? Ông nào?
Ông trước hay là ông giữa hay là cái thanh niên mới quen đây? Hỏi thật mà. Cảm xúc thật sự của chị đâu là ấn tượng? Những người mới quen à? Người mới quen hả? Người ta cho chị được cái gì mà chị ấn tượng vậy? Người ta chưa có cho gì hết trơn á. Nhưng mà người ta nói cái gì á? Người ta thổi lỗ tai chị những cái gì mà chị ấn tượng ghê à? Hay là cảm giác yêu? Phải không? Cảm giác yêu đúng không? Yêu nhau buổi sáng buổi chiều chia tay. Nhưng mà bây giờ mình có bỏ được không? Nếu như ông quay trở về thì nuôi nhỏ thì từ Bỏ. từ sẽ bỏ. Từ từ mới bỏ hả? Không được. Bỏ luôn. Còn nếu ông không về là mình vẫn tiếp tục hả? Ông về thì cũng ở nhà cũng trông ngõ Nhưng mà mình còn qua lại với thanh niên kia không? không về thì mình cũng từ từ mình muốn bỏ. Sao bỏ bỏ chi uổng vậy? Tại vì không không có con buồn. Bây giờ nè, giữa con, vợ chồng và người đàn ông kia, ai quan trọng nhất đối với cuộc đời của chị? Con Đúng rồi. Chứ chị mà trả lời người đàn ông kia một phát là em cho chị ăn một chiếc dép lào liền á. Chị ăn dép lào không? Khổ ghê. Chị xinh trẻ đẹp mà đi ra ngoài mà thiếu sự quan tâm của chồng này, đi ra ngoài người ta nói vài câu phát là nghe là khoái liền. Khoái không? Thôi cố gắng nha. Đây là một câu chuyện thực tế. Bởi vì là trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều cặp vợ chồng tương tự như câu chuyện của chị, không riêng mình gì mình chị đâu. Có rất nhiều đang xảy ra nhiều lắm chị ạ. Nên mong rằng đây là một cái bài học của chị. Chị phải xác định được ai là cái người mà sống với chị suốt cuộc đời này và ai là người quan trọng với chị. Mỗi người mỗi cuộc sống, em không xen vào cuộc sống riêng tư của chị. Cuộc sống của chị là do chị tự chị quyết định tất cả mọi thứ thôi nha. Em chỉ góp ý. Và hôm nay chị về đây thì cái mục đích chính của chị là tìm con. Thì anh em sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con về cho chị nhá. Thì mong rằng chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và con của chị cũng như chồng của chị sẽ sớm quay trở về đoàn tụ, nhà mình có cách có hướng nha. Nhưng mà em vẫn khuyên chị rằng một điều rằng là mình làm gì làm mình phải suy nghĩ cho kỹ nhá. Nay chị về đây chị có ngại không? Không ngại đúng không? Mình quay phim như vậy rồi mình đăng tải lên mà khi bị cô chú chị mà có người nói ra nói vào mình có cảm thấy ngại ngùng không? Mình suy nghĩ kỹ chưa? Thì ngại thì cũng có ngại. Nhưng mình suy nghĩ kỹ rồi đúng không ạ? Rồi. Video này là sự yêu cầu của chị. Thì anh em giúp chị thôi nhá. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn cái câu chuyện của chị. Chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe. Và hy vọng chồng của chị suy nghĩ lại tha thứ cho chị sớm ẵm con về để gia đình đoàn tụ để cho đứa bé nó có đủ cả cha lẫn mẹ nhé. Rồi xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.